cái quạt điều hòa này á thì kích thước tầm trung thôi, thế cho nên là nó sẽ phù hợp với những quán ăn hay là những quán cà phê nhỏ, hoặc là những buổi tiệc họp mặt gia đình ở ngoài sân vườn nhưng mà trời thì lại không có gió. Với những không gian mở như là ngoài trời chẳng hạn thì thứ mà làm mát phù hợp nhất ấy không gì khác chính là quạt điều hòa. Và tùy thuộc vào không gian sử dụng của chúng ta to hay nhỏ mà quạt điều hòa thì cũng có đủ mọi loại kích cỡ luôn. Ngày hôm nay thì Trang sẽ mang đến cho mọi người một chiếc quạt điều hòa có dung tích 35 lít và với chiếc quạt điều hòa này á thì nó cỡ tầm trung thôi, không quá to và cũng không quá nhỏ. Kiểu một khối hình chữ nhật như thế này á thì quá phổ biến với quạt điều hòa rồi. Với cái quạt này thì nó tạo thêm sự mát mẻ khi mà phối hai màu xanh trắng. Điều hiển nhiên là với quạt thì chúng ta sẽ không thể nào cứ để mãi một chỗ được, đúng không? Và cộng thêm với đó là sau khi mà mình châm nước vào quạt thì nó sẽ rất là nặng nha. Thế cho nên là ở phía dưới này thì sẽ có thêm bánh xe để khi mà chúng ta di chuyển sẽ thuận tiện hơn. Khi mọi người lắp thì nhớ là lắp hai bánh có chốt khóa ở phía sau. Để gặp trường hợp đặt quạt chỗ dốc thì có thể khóa chốt lại. Về cơ bản thì chúng ta sẽ có phía bên dưới cùng này sẽ là bình chứa nước. Mình sẽ đưa nước vào thông qua hai cái miệng nắp ở hai bên hông thân quạt. Lúc châm nước ấy, để nhanh nhất và cũng như là không bị vây nước ra ngoài ấy, thì cách nhanh nhất đó là mọi người chúng ta có thể dẫn một ống dây rồi mình cho nước vào thôi. Ở phía trước thân quạt có cái thang đo, mọi người có thể nhìn vào để biết khi nào thì nước đầy hoặc là hết nước mà mình châm thêm nước vào. Lượng nước ở cái bình chứa này ấy, chính là dùng để phục vụ cho cái ngăn đựng đá khô ở phía trên cùng này này. Và với quạt điều hòa thì sẽ có một cái chức năng gọi là chức năng làm mát. Nó sẽ tạo ra một cái luồng gió mát lạnh tương tự như là khi chúng ta sử dụng điều hòa vậy đó. Bằng cách là nó sẽ bơm nước lên ngăn đựng đá khô. Lượng nước này sẽ được đá khô làm lạnh rồi chảy xuống các lỗ li ti xung quanh và đi qua các tấm làm mát để từ đó quạt thổi qua tấm làm mát rồi mang đến gió mát lạnh cho mình. Về đá khô ấy thì các bạn cứ yên tâm là hãng sẽ có kèm theo nhé. Và việc của chúng ta cần làm đó là mình chỉ cần châm nước vào, sau đó mình cho vào tủ lạnh cho đông đá rồi chúng ta lấy ra sử dụng là được. Cũng lưu ý giúp Trang là nắp ngăn này không có chống sập nên là cẩn thận cái tay lúc mà đóng nắp nhé. Và với cái dung tích là 35 lít như thế này á, thì khi mà chúng ta sử dụng chức năng làm mát có thể dùng liên tục trong khoảng chừng từ 10 cho đến 16 tiếng. Nhưng mà quạt thì không có cảnh báo hết nước đâu nha, mà nó chỉ có thể tự ngắt bơm khi mà cạn nước thôi. Cho nên nếu như mà khi chúng ta muốn sử dụng chức năng làm mát thì mọi người cần phải check cái lượng nước mà quạt đang có xem là có đủ dùng hay không nhé. Tấm làm mát của quạt thì được trang bị ở 3 mặt. Có một điểm trừ là Trang thấy chỉ có mặt sau có lưới cản bớt bụi thôi, chứ hai bên hông thì không có. Còn cái chỗ mặt trước này chính là nơi thổi gió ra và nó có cánh đảo gió để có thể lan tỏa được rộng hơn. Với cánh đảo gió dọc thì nó tự xoay trái phải cho mình. Còn cánh đảo gió ngang ấy thì mình sẽ phải tự chỉnh tay để đảo gió lên xuống. Quạt hoạt động với công suất 110W cho 3 tốc độ gió, được điều khiển bằng núm vặn. Bên cạnh đó thì nó cũng có thể hẹn giờ, tối đa đến 120 phút. Tuy nhiên với việc thiết kế núm vặn dây cót như thế này á, khi mà chúng ta sử dụng trong thời gian dài á, thì có khả năng là sẽ xảy ra sai sót đấy nhá. Một điều đương nhiên của quạt điều hòa chính là việc nó sẽ ồn. Quan trọng là nó ồn như thế nào thôi. Và các bạn có thể xem kết quả đo ở đây khi mà Trang cho quạt hoạt động ở tốc độ 3. Cùng với đó, đây là lượng điện mà quạt tiêu tốn khi hoạt động trong 8 tiếng ở tốc độ 3. Mọi người tham khảo nhé. Cái quạt điều hòa này á, thì kích thước tầm trung thôi, thế cho nên là nó sẽ phù hợp với những quán ăn hay là những quán cà phê nhỏ, hoặc là những buổi tiệc họp mặt gia đình ở ngoài sân vườn nhưng mà trời thì lại không có gió, thì chúng ta dùng cái quạt này để mà thổi gió mát cũng rất là ok luôn nha. Và giá của sản phẩm ấy thì Trang sẽ để ở phần mô tả bên dưới để cho các bạn tham khảo nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Đừng quên để lại cho Trang và Điện Máy Xanh một like và một subscribe nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt.